Nhận định bóng đá Arsenal với Newcastle 0 giờ 30 phút ngày mùng 10 tháng 1, vòng 3 Cúp FA, một chiến thắng sẽ không phải là nhiệm vụ quá khó khăn với Arsenal sau màn trình diễn tích cực thời gian gần đây. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Arsenal trải qua giai đoạn cuối năm với phong độ tệ hại khi không thắng trận nào trong gần 2 tháng. Tuy nhiên, sau trận thắng 3, một trước Chelsea, pháo thủ đã phần nào tìm lại được chính mình. Thầy trò Mikko Ateta đã thắng 3 trận liên tiếp và vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Có thể thấy tinh thần và sự tự tin của các cầu thủ đã được cải thiện. Arsenal sẽ tiếp tục hướng đến mục tiêu khác là bảo vệ chức vô địch FA Cup, nơi họ đã có 14 lần lên ngôi, nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào. Newcastle bước vào cuộc đối đầu này với phong độ đáng thất vọng. Họ đã không thắng trong 6 trận gần nhất. Kết quả này khiến The Magpies rơi xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh, hơn nhóm xuống hạng 8 điểm. Huấn luyện viên Steve Brooks chắc chắn sẽ rất quyết tâm ở đấu trường FA Cup, bởi kết từ năm 1955, Newcastle vẫn chưa có danh hiệu lớn nào. Tuy nhiên, một kết quả khả quan trước Arsenal đang rất tự tin sẽ không phải điều dễ dàng. Newcastle đã toàn thua và không ghi bàn trong 4 lần gần nhất đến Emirates. Lần gần nhất họ rời đi với một chiến thắng là từ năm 2010, dự đoán Arsenal 2-0 Newcastle.